Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2019 của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp mang tới tin mừng về đường tài lộc khi mà thực thần ập tới, cùng với nó là những cơ hội kiếm tiền lớn đến không ngờ. Chính tuổi Tỵ cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa, còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ hai của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay gặp nhiều may mắn cả về đường tình duyên lẫn trong công việc. Tam hợp quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp con giáp này tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh có thể nhanh chóng hóa giải được những hiểu lầm trước đó trong mối quan hệ tình cảm lãng mạn của mình. Nói chung khi tình cảm đông nan thì chẳng ai có thể chen chân vào giữa hai bạn. Chính ấn cũng là tín hiệu đáng mừng về khả năng thăng tiến mở ra ngay trong ngày đầu tiên của tuần mới, khi mà tuổi Tý đang hào hứng phấn khởi và đầy nhiệt huyết thực hiện những kế hoạch ấp ủ từ lâu của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc trôi chảy bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, có khả năng thăng tiến. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, hiểu lầm được hóa giải. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, công việc không có nhiều biến cố. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình duyên vượng sắc. Con số may mắn 3, 7. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 7 tháng 1 năm 2019, người tuổi Sửu gặp cục diện tương phá nên vận trình công danh sự nghiệp có phần trắc trở. Con giáp này dễ gặp phải sự phá hoại của kẻ tiểu nhân nên đã khó khăn lại càng thêm muộn phiền. Bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ trước khi tiến hành bất cứ thay đổi nào, đừng tùy tiện mà làm theo cảm xúc mà nó sẽ trở thành kẽ hở để kẻ tiểu nhân lợi dụng để lật đổ bạn khỏi vị trí mà bạn mất nhiều công sức mới có thể có được. Chính tài đảm bảo về nguồn thu nhập tài chính vững vàng trong ngày hôm nay của con giáp này, tuổi Sửu nên suy tính rõ ràng hơn về chuyện tương lai, chứ nên tiêu xài hoang phí, kẻo tới lúc cần tiền lại không có mà tiêu. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, gặp nhiều trắc trở. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, công danh thiếu đột phá. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tài chính vững vàng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, dễ kiếm được tiền tiêu. Con số may mắn 2, 9. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Hôm nay người tuổi Dần được tam hội cục che chở nên con đường tình duyên nhờ thế mà cũng nở hoa rực rỡ. Người ấy sau bao chông gai mà hai bạn lại cùng trải qua được cảm nhận thấm chân tình và bản mệnh vẫn luôn gìn giữ. Tình yêu đến từ hai phía mang tới cho tuổi Dần niềm hạnh phúc ngọt ngào. Con giáp này tưởng chừng bao nhiêu niềm vui dồn lại cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạn trân trọng những khoảnh khắc đáng quý bên nhau. Tỷ kiên cho thấy sự cố chấp có thể khiến cho tuổi Dần mất đi địa vị của mình trong công việc. Vị trí hiện tại đòi hỏi bạn phải linh hoạt, xem xét mọi yếu tố, mọi khả năng có thể xảy ra, chứ không đơn giản dựa vào sự võ đoán của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tình duyên rực rỡ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, công việc nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cần suy nghĩ linh hoạt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chớ từ chối tình yêu. Con số may mắn 4, 6. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Thứ hai này, người tuổi Mão có thể đạt được nhiều bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và được cấp trên ưu ái trao cho thêm nhiều cơ hội thể hiện mình trong những lĩnh vực mới mà bạn chưa làm bao giờ. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, Mão Thìn tương hội, con giáp này hãy cố gắng hết sức mình để không phụ công người đã trao gửi niềm tin cho mình. Có nhiều chuyện cần phải bắt tay vào làm mới biết được. Kiếp tài giáng họa đẩy con giáp này vào cảnh túng thiếu khi mà lỡ tay chi tiêu số tiền quá lớn ngoài kế hoạch. Tuổi Mão khá vất vả khổ sở khi không dám vay mượn mà chỉ cố gắng giật cấu vá vai cho đủ ăn đủ mặc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, có nhiều cơ hội và thách thức. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, cần phải vững tin hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ,
tài lộc bất ổn. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, dễ bị lừa gạt. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, chớ tùy tiện tìm người. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Thìn gặp phải cảnh tự hình. Con giáp này muốn hành sự một mình mà không hề biết rằng như vậy là tự đẩy mình vào thế khó. Trong khoảng thời gian có hạn, lại cần phải hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ. Hơn bao giờ hết, bạn cần đến sự giúp đỡ của người khác, không phải cứ cố gắng một mình là được khen ngợi đâu nhé. Tuổi Thìn có thể nhận lấy những lời chê bai, trách móc nếu lỡ làm chậm tiến độ hoặc chất lượng công việc không đảm bảo đấy. Thiên tài giúp sức nên các khoản chi tiêu trong ngày hôm nay không làm khó được con giáp này. Tuổi Thìn khéo léo xoay sở nên có thêm thu nhập ngoài luồng từ công việc chính, giải tỏa nỗi lo về tiền bạc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, chớ nên ôm việc vào người. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, nên biết cách cân đối công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tài lộc dồi dào ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, khéo léo vun vén chi tiêu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, kiếm tiền dễ dàng. Con số may mắn 2, 6. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp mang tới tin vui về đường tài lộc khi mà thực thần ập tới, cùng với nó là những cơ hội kiếm tiền lớn đến không ngờ. Chính tuổi Tỵ cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Con giáp này biết cách tận dụng lợi thế mình đang có để có được những cơ hội tài lộc nhiều người ngưỡng mộ. Có người được ủng hộ để vượt qua những cửa ải khó khăn, quả ngọt phía trước chỉ chờ tuổi Tỵ hái mà thôi. Có điều hỏa sinh xuất cho thổ, gây ra những tranh chấp xung đột về mặt tình cảm trong mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy. Vợ chồng thiếu sự chia sẻ, cảm thông nên dễ hiểu lầm về công việc của nhau. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, cần biết tận dụng thời cơ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, chớ nên quyết định lúc thiếu sáng suốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, tranh chấp tình cảm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, tài lộc dư dôi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, cơ hội kiếm tiền hiếm có. Con số may mắn 3, 9. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày 7 tháng 1 năm 2019, người tuổi Ngọ gặp phải thương quan, tinh thần làm việc sa sút đến mức đáng báo động. Con giáp này có thể mắc phải những sai lầm chí mạng ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Hãy gạt bỏ mọi thứ xung quanh mà làm việc cho thật chăm chỉ đi nhé. Cuối năm rồi, có lẽ bạn cũng không muốn mình sẽ phải dùng tất cả thành quả của mình năm vừa rồi bù đắp tổn thất mình mới gây ra đâu. Ngũ hành sinh xuất cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này chưa đi đến đâu. Tuổi Ngọ cần phải trưởng thành hơn trong mối quan hệ của mình. Đừng lúc nào cũng tự bắt ép đối phương phải làm theo ý mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, chớ để mắc sai lầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tình cảm thiếu chín chắn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, đừng tùy tiện lựa chọn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, công việc nhiều biến cố. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cam, hồng. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Một ngày hung cát đan xen đến với người tuổi Mùi. Thứ hai này chính tài sẽ đảm bảo cho con giáp này các khoản chi tiêu được chi trả thoải mái. Bản mệnh có kế hoạch tài chính rõ ràng nên không cần lo lắng quá mức. Tuy nhiên, cuộc sống có nhiều biến cố bất ngờ, tuổi Mùi nên có kế hoạch rõ ràng và tỉ mỉ hơn để đề phòng những chuyện không hay xảy tới thì cũng không đến mức lâm phải bước đường cùng. Thổ khí đương vượng, sức ép của con giáp này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, song đó có thể là do đường tiêu hóa không được tốt, dễ đau bụng, đau dạ dày, khó chịu trong người, cần phải lưu tâm. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, tài chính vững vàng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, dễ mắc đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, tiền bạc khó nói.
tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, chớ nên để mình tiêu xài hoang phí. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thân thìn bán hợp, người tuổi Thân hôm nay nên mở lòng mình để đón nhận tình cảm được gửi trao. Đừng quá lo lắng nghi ngờ, sợ hãi với những chuyện chưa xảy ra mà đánh mất hạnh phúc của mình. Thiên quan cảnh báo bản mệnh thay vì thận trọng trong chuyện tình cảm thì hãy thận trọng hơn trong công việc của mình. Tuổi Thân có thể bị những kẻ tiểu nhân chơi xấu, tìm cách hãm hại đấy. Đừng cho rằng những người cười với mình trước mặt thì chẳng bao giờ đâm sau lưng mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng bạn cần phải bình tâm xử lý, đừng quá căng thẳng mà làm hỏng mọi thứ lên. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đề phòng tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, cẩn thận mất hết những gì đang có. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, kẻ tiểu nhân chơi xấu. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, dễ mắc tai họa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, tình cảm nhiều tin vui. Con số may mắn 2, 5. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi 2019 cho thấy lục hợp quý nhân đang giúp cho chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Dậu được thuận lợi hơn. Nếu làm tốt chuyện lần này, tài lộc ùn đổ về túi những chú gà đón năm mới. Chính quan cũng báo thêm tin mừng về công việc, những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ, tinh thần kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu đến cùng của tuổi Dậu được cấp trên đánh giá rất cao. Có thể bạn không thể ngờ được rằng một việc làm đúng cách của mình sẽ giúp con đường thẳng tiến phía trước trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hãy làm hết trách nhiệm của mình, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, quý nhân phò trợ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, thăng tiến dễ dàng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tài lộc ùn đổ về. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, dễ kiếm tiền hơn hẳn. Con số may mắn 3, 8. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Thìn Tuất tương xung, chuyện tình cảm của tuổi Tuất và người ấy còn tồn tại nhiều vấn đề mà không chỉ tình yêu đơn giản là có thể giải quyết được. Có lẽ hai bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ về quá khứ. Người ta vẫn nói, trước khi kết hôn hãy mở to hai mắt, sau khi kết hôn hãy nhắm một mắt và mở một mắt. Nếu bạn ngược lại với quy trình này thì chỉ khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên tệ hại hơn mà thôi. Thiên tai nhập cục, tiền bạc ùn kéo về nhà. Con giáp này khéo léo vận dụng những kỹ năng sẵn có của mình để khiến cho thần tài cũng phải thán phục mà cho tài lộc thuận tình đi theo tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cần thời gian để suy nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tiền bạc không cần lo lắng. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, thu nhập tăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, nghi ngờ giết chết tình yêu. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Theo lịch vạn niên, thiên ấn sẽ là chìa khóa thao gỡ những vấn đề khó khăn còn đang tồn đọng trong công việc của người tuổi Hợi. Con giáp này cần phải tự lực cánh sinh, dùng tài trí của mình để vượt qua khó khăn. Thủy thổ bất dung, vì làm tốt trong công việc nhưng có thể bản mệnh sẽ bị cắt xén thời gian dành cho gia đình nên chuyện tình cảm có phần bất ổn. Những nỗi giận hơn khiến cho tuổi Hợi cảm thấy mệt mỏi. Bạn cần phải cảm thông cho hậu vương của mình. Người chờ đợi luôn lo lắng vì họ yêu thương và mong chúng ta khỏe mạnh, vui vẻ trong cuộc sống của mình. Không ai muốn dùng lời giắn hắt với người mình yêu cả. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, giải quyết được khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, cần thấu hiểu và thông cảm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tình duyên đứt cánh. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, nên tập trung làm việc. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, có được cơ hội đáng quý. Con số may mắn 5, 9. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc.
quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.